Chẳng biết trước con thật quá, chẳng biết trước con thật quá. À, đây, ông chủ viết lấy tên của con rất là ngắn. À, thì nghe hoa. Cho chọn được thôi được nhé, được nghe thêm nữa. Chọn lấy luôn này. Máy anh nhận hoa này. Anh tập luôn này, con đà này. Hay nhỉ. Đấy, lại cậu ổn ngay. Ủa, lại có ăn. Đấy. Xin chào các bạn nhá, chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây cả nhà ơi, trời vẫn chưa sáng nhá mọi người nhé, tức là còn rất sớm luôn, gần 5 giờ sáng thôi nhá cả nhà nhé. Thì hôm nay em lên nhà anh chị Yên Hiểng. Hôm nay anh chị có tổ chức cho con gái đi về nhà chồng nhá mọi người nhé. Hôm nay em lên sớm để qua chia sẻ với tất cả mọi người là cái lễ, gọi là lễ tặng cẩu búi tóc như mình ấy mọi người. Chia sẻ với tất cả mọi người và chuẩn bị những thủ tục chuẩn bị cho con gái về nhà chồng gồm những thủ tục gì và tiếp tục chia sẻ ẩm thực tới tất cả mọi người nhé. Trời vẫn còn rất là tối rồi mọi người, chưa sáng. Em lên rất là sớm nhé, em lên từ 4 giờ. Nghĩa là làm cái thủ tục này là chọn giờ đẹp mọi người, giờ đẹp, ngày đẹp. Nghĩa là không phải là muốn làm giờ nào cũng được và ngày nào cũng được đâu nhé mọi người nhé. Mình phải chọn giờ, chọn ngày. Là hôm nay là đúng 5 giờ, hơn 5 giờ một chút thì sẽ làm lễ tặng cẩu. Nên là em phải đến sớm để quay chia sẻ với tất cả mọi người nhé. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn hãy xem hết video của em. Theo dõi và ủng hộ em nhiều hơn. Bằng cách đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp em nhé mọi người nhé. Mời mọi người vào trong nhà nhé. Bên nhà trai họ đã xuống từ rất là sớm rồi mọi người ạ. Đây, chuẩn bị tất cả đầy hết rồi. Quay nhanh nước. Ừ, hoa wow, băng chanh. Làn xó quay nó trời. Quay đi nó ăn nó quỳ với hồ quan cho nên mà này cho nên. Về sư em, về sư. Bé cử nắng. Đây thủ tục làm lễ tặng cẩu thì gồm quần áo nhà chị nhỉ. Quần áo này gương lược đúng không? Còn châm cài tóc các kiểu. Rồi là có xà tích không? Có cả xà tích này, xà tích xong là khăn piêu. Bắt đầu nha mọi người nha, bắt đầu chải tóc, búi tóc để chuẩn bị tặng cẩu. Cái này phụ nữ bảo sợ chứ không phải nữ sinh thành thầu. Ủa, cái này thì cũng là
bụng vậy là ở phú có phú nhơn chứ hòa sang nghe nhơn chú gì cứ cười suốt thế kia được vợ là phải cười đúng không đó, như bà cầm ấy các bạn, đấy là tóc giả nha mọi người nhé, mình sẽ thêm tóc giả vào để cho nó đẹp kiểu đấy, với tóc giả nữa. Tổng cầu búi tóc là riêng người Thái của bọn em, nghĩa là Thái đen Thái trắng. Thái đen là không búi tóc như thế này nhá mọi người nhé, còn là riêng Thái đen bọn em. Các loại dân tộc Thái đen và em lấy với cẩu thôi nhá mọi người, với cẩu thôi, với búi tóc như thế này thôi. Chứ Thái trắng cũng không có búi tóc như thế này đâu cả nhà. Còn các dân tộc khác thì cũng không giống như dân tộc Thái đen bọn em luôn. Chỉ có riêng dân tộc Thái đen bọn em thì mới búi tóc như thế này thôi nhá cả nhà nhá. Khác với dân tộc khác luôn mọi người ạ. Búi tóc như thế này để một là để phân biệt đấy mọi người, phân biệt giữa người có chồng hoặc là người chưa có chồng. Người chưa có chồng thì không búi, còn người có chồng thì sẽ búi như thế này để dễ phân biệt hơn nhé mọi người nhé. Thế này mọi người không quen nhìn là cái kiểu là cứ bảo là xấu xấu đúng không? Nhưng mà dân tộc của em á thì lấy chồng nếu mà không búi tóc không tầng cẩu như thế này thì nhìn nó cũng kiểu là, nghĩa là bọn em quen rồi ấy cả nhà, nhìn các kiểu là các kiểu không đẹp ấy, thì là cẩu lên thì người ta mới bảo là đẹp, kiểu là quen nhìn rồi hay sao ấy cả nhà. Còn người không quen thì nó kiểu cảm giác nó hơi nặng đầu đúng không ạ, và xấu xấu đúng không. Nhưng mà dân tộc nào cũng có phong tục riêng của mình nhé mọi người nhé, nên là mọi người cứ bảo em là cái kiểu nọ kiểu kia không được nhé mọi người nhá. Cẩu xong rồi thì sẽ cho châm nhé mọi người nhá, châm cài đầu. Một là để chắc, đấy là để chắc cái búi cẩu này để được cho nó chắc để không khỏi bị rơi nhá mọi người nhá. Hai là để nghĩa là phải vợ chồng phải chung thủy với nhau ấy mọi người, để chung thủy với nhau suốt đời. Nghĩa là có trai xinh gái đẹp nào thì cũng không được nhìn cái kiểu đấy, phải chung thủy với vợ hoặc là chung thủy với chồng ấy mọi người. To lại cho nó. Cái châm kia là rất là ý nghĩa luôn nhá mọi người nhá. Đó, hôm nay các mẹ ở bên nhà chồng thì có mang hai cái châm luôn mọi người ạ, châm bạc và châm vàng. Nhưng mà thường thường thì hàng ngày thì có cài một châm thôi, nhưng mà ngày đầu tiên thì phải lấy hai châm là nó thành một đôi ấy mọi người. Đó, cái gì cũng phải đôi. Hết ngày hôm nay thì mới bỏ ra một cái thì đeo một cái thôi nhá cả nhà nhá. Nghĩa là một chút lễ tầng cẩu của người Thái, nghĩa là búi tóc của người Thái bọn em là còn có đây tóc giả này, châm cài đầu này, bộ quần áo cóm nhá mọi người nhá, hoa tai, rồi là
hương, luộc, rồi là hai gói cơm xôi và một con gà, hai con cá. Đó là cái lễ để làm lễ tặng cầu búi tóc nha mọi người. Đây, nhá. Thế là đã xong cái lễ tặng cầu nha mọi người nhá. Đây, cầu xong thì mình sẽ đổi cái khăn piêu nhé mọi người. Cái piêu này, cái khăn này, và hai cái châm và hoa tai. Tất cả đều là vàng hết nhé cả nhà nhé. Thì trong ngày hôm nay thì sẽ phải đội khăn piêu như thế này. Tầm một buổi khi nào lên ra mắt thì mình sẽ bỏ ra. Còn hôm nay thì vẫn chưa đi nhé mọi người nhé, chưa đi bên nhà chồng. Tầm 2 ngày nữa thì mới đi cưới bên nhà chồng nhé mọi người nhé, bên nhà trai, hôm nay cưới bên nhà gái trước. Còn đây là quà để gửi tặng bên nhà chồng mọi người ạ. Đây có một cái phong bì kèm theo, ghi tên ai cần nhận quà ấy thì mình sẽ ghi tên ở đây hết rồi nhé. Có một cái piêu này, khăn mặt này, và một cái gối nha cả nhà nhé, gối. Đó là gồm một bộ như thế này để gửi tặng bên nhà chồng. Nghĩa là bên nhà chồng có đông anh em thì nhiều cái, thì tầm 3-40 cái gì đấy trở lên. Rồi đồ, tất cả đồ để chuẩn bị cho con gái thì em thấy là có chăn, đệm. Có đệm này, có được cái gì nữa, bố mẹ cho cái gì hôm nay, có xe máy không? Xe máy đúng không, xe máy, tủ, giường, rồi là chăn, màn các kiểu, tủ quần áo các thứ nha mọi người nhá. Đây chăn màn ở bên ngoài này, còn bao kia là bao khăn piêu. Đây, mấy bao khăn piêu đây, 1, 2, 3 bao khăn piêu để tặng bên nhà chồng nhá mọi người nhá. Để chuẩn bị cho con gái đi về nhà chồng thì cũng tùy theo bố mẹ nhé cả nhà nhé. Bố mẹ có điều kiện thì cho nhiều, còn bố mẹ không có điều kiện thì cho bao nhiêu cũng được, kiểu là không bắt buộc nhé cả nhà nhé. Bố mẹ cho điều kiện thì có cho đầy đủ những cái đồ dùng ở trong nhà thì cũng không sao, như là xe máy, tivi, tủ lạnh, giường, tủ gà, vịt ngan ngỗng các kiểu, thì bò trâu các kiểu thì mình thích cho, có cho con mình thì càng tốt, còn không có thì cũng không bắt buộc nhé mọi người nhé. Nghĩa là kiểu đấy nhá mọi người nhá. Ý nghĩa của việc búi tóc ở người Thái bọn em là như thế này nhá mọi người nhá. Mọi người cứ hỏi em là tại sao không bỏ tặng cầu là như thế này mọi người ạ. Đã búi rồi thì không thể bỏ được nhá mọi người nhá. Tại vì là một là để tượng trưng cho mình đã có chồng, đi đâu thì đỡ người ta phải trêu đúng không Hiền nhỉ. Còn ý nghĩa hơn nữa là để tôn trọng chồng nhé mọi người nhé, tôn trọng mình có chồng và tôn trọng bố mẹ hai bên, anh em họ hàng các thứ. Còn ví dụ như mình nói sâu xa hơn là ví dụ bỏ chồng hoặc chồng thế nọ thế kia thì mình thích bỏ xuống thì bỏ, còn không thì thôi, tùy theo ý của mình thôi mọi người ạ. Ba lau mà. Phòng ngủ của cô giáo chú rể đấy nhá mọi người nhá. Xem nhóm cũ già này cần đang bất chỉnh bất chỉ côn hai khải nhắn đang khai vùng nhiệt nung bắp bình cần đang hiệp bản chim sóng không mương sao xí cần đang tính không mà bóng tà bóng nai cần đang mà cẩu mà chúc ao lùa ao tàu thường chơi nhớ cho cửa cẩu chúc mà mèo cửa mà phú sữa phú pha hả mù tàu hoa nữa phú sữa pha nữa đến sữa nà đến pha mặn hả mi nhinh mi chai thoại bản mương tánh cún lù tàu nữa cần là กำแขนกันเย็ดกูซูกันเย็ดผัวเย็ดเมียเนื้อละหาวละหันเสียงสาวมันยื่นเนื้อดูเต่าเนื้อมีนิ่งมีใจอุตสาตานายเขาเนื้อฝักกระปอมกันหาวกันหันเสียงสาวเลยเนื้อจึงหาวหันมันยื่นเนื้อเนื้อคุณเจ้าชู้เสียไปงูงูล้วนใช่ไหมบ้านเนี่ย
bắt mùa. Bên gia đình nhé mọi người nhé. Tục quay lại em chia sẻ món ăn nhé cả nhà nhé. Món thịt trâu nhỉ, thịt trâu luộc chấm pịa nhé cả nhà nhé. Thịt bò hay thịt trâu? Cháu bò như nhau cả mà. Con bò, con kéo khe thịt trâu. Con gì chứ mấy. Con gì này, trêu ác. Con sao mới kia chặt gà đi. Bố chặt gà bố bố cơ đấy. Phải chặt tới tá phiền. Phan mình đấy. Bố bố bố. Con phải biết kỹ thôi. Ở trên Tây Bắc bọn em là có đám cỗ là không thể thiếu món này. Món chấm pịa. Bạch sở Tây Bắc ấy. Thiếu món pịa là coi như là không ăn cơm đúng không? Không ăn đúng không? Đây là món xào nhé cả nhà nhé. Thái để xào với cái gì em nhỉ? Với hành tây à? Lá tỏi. Với tỏi thôi à, hay hành tây? Ớt. Ớt ớt ngọt kìa. Thịt bò xào với ớt ngọt. Các cơn. Bớt à? Thịt gà luộc. Gì đó. Anh út kia chuyên thịt gà đấy. Chuyên gia rồi đúng không? Chặt đấy, anh em này biết thì mới có biết chặt đâu đây. Út kia lên đi học 3 tháng chuyên thịt gà lắm này. Ai cả? Út. Lớn tướng là út. Anh gọi là anh út nữa cơ. Đây nồi pịa đây nhà nhá. Nồi pịa to khổng lồ. Nồi canh nhá cả nhà nhá, canh măng khô hầm với xương. Có một ít đỗ tương ấy mọi người. Đây, xương này, măng khô rồi là đỗ tương nhá. Món thịt lợn gói này, gói lá nướng nhá mọi người nhá. Băm xong rồi gói lá răm rừng ấy. Yeah. Nó mới thơm đúng không? Lá chuối. À. Băm nướng. Gói lá đấy rất là thơm nhá cả nhà nhá. Đấy. Được một miếng này lên đồi cà phê thì thôi nhất rồi. Rồi đúng không? Cả ngày rồi đúng không? Ổn áp cả ngày rồi. Hôm nay mấy mâm nhỉ? Ông nhỉ? Chắc là 90 mâm quá. 90, 100 mâm gì đấy. Có trải ra được hết không? Nha. Anh em này. Để lôi về xe nước khổ nữa. Ừ. Lắm. Suốt ngày ăn thịt sướng đúng không? Tuần này ăn thịt cả tuần mà. Phát ốm ra rồi cháu ơi. Cổ đây đau hết cả họng rồi. Hôm nay chắc không hát được nữa rồi. Hôm qua đi nhảy quẩy ác ở trên trường Trung rồi mà. Hôm nay không hát được thì hết rồi. Món tôm hấp nhá cả nhà nhá. Hấp lấy à chú Thủy, không phải rán à? Hấp lấy củ xả với cả lá
rau thơm, hớp với củ sả, rau thơm, lá chanh thôi nhé cả nhà nhé, không phải rán. Bình thường mọi khi thấy hay rán mà. Hôm nay là hấp. Bỏ xuống luôn. Yeah. Nhớ cả nhà nhé, nó nổ ngũ sắc. Ngũ sắc, rất là nhiều thứ luôn. Gồm những gì với những gì em Hiền? Nhiều lắm, nhiều thứ lắm, không đếm. Không đếm nổi đúng không? Không đếm nổi. Cà rốt, lá chuối, giò, rau, lạc, rồi cái này là cái gì nhỉ? Cái dừa đúng không? Dừa, rồi là hoa quả đu đủ, rau thơm, khi nào ăn thì mình sẽ đổ nước này vào trộn lên là ăn thôi đúng không? Bảy thứ, chín thứ cơ à? Chín loại trộn với nhau. Quá đẹp luôn rồi. Lạc nhá, cái này là gói lạc nhá. Lạc đây là nước mắm nhá. Phát để quan để kết phát đây. Đây là quà bên họ nhà trai để tặng bên họ nhà gái nha mọi người nhé. Cho bọn em đây là cái ống tre, trong ống tre này có cá nha mọi người nhé, có cá. Tí nữa sẽ kẹp vào cái kẹp trứng này này, sẽ kẹp vào cái kẹp trứng này là thành một đôi, thành một đôi trong trong ống này thì có cá. Cá thì sẽ được tẩm ướp gia vị như là mắc khén, chẩm chéo mắc khén, rồi là riềng nhé mọi người nhé. Riềng sẽ xay ra trộn với nhau, muối thì sẽ cho hơi mặn một chút, tại vì là 1-2 ngày mới ăn thì sợ nó thối ra, thì mình sẽ trộn với nhau rồi là sẽ nhét vào trong ống này. Có người thì cho thịt lợn, có người thì cho cá, nhưng mà hôm nay là cho cá cho mọi người nhá. Anh em họ hàng có nhiều người thì sẽ làm nhiều những cái ống này này. Em hôm nay em cũng được một ống nhá cả nhà nhá. Hôm nay em cũng được quà. Đó, mình sẽ được một phần quà như thế này. Em họ nhiều người thì sẽ làm nhiều. Hôm nay hình như là 60 đôi hay sao ấy. Anh em trong họ về mình rất là đông nhá. Sẽ kẹp vào các kẹp trứng này nhá mọi người nhá. Đây là trứng gà. Trong đây là có 4 quả trứng. Sẽ có một cặp như thế. Em sẽ làm 2 tập nhá cả nhà nhá. Riêng đám cưới hôm nay em sẽ làm 2 tập. Tập hôm nay em chia sẻ như thế đã, còn ngày mai thì em sẽ quay sơ qua về toàn cảnh lễ thành hôn của hai cháu hôm nay. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn hãy xem hết video của em và đợi xem tập tiếp theo nhé mọi người nhé. Tập tiếp theo ngày mai em mới phát tập tiếp theo. Còn, em sẽ quay toàn cảnh ăn uống và nhảy múa các kiểu thôi ngày mai. Còn hôm nay em sẽ kết thúc ở đây thôi nhé cả nhà nhé. Chào cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Chào mọi người.